Phải công nhận là bây giờ tóc bị bạc sớm hơn rất là nhiều so với ngày xưa. Bây giờ mình cắt tóc ra nhiều với bạn trẻ có tí tuổi thôi đã bị bạc rồi. Đấy thì mình chia sẻ với anh em, những anh em mà bị tóc bạc ấy thì chúng ta có thể xử lý theo những cái cách như sau. Ở trên thị trường ấy thường thường nó sẽ có hai cái dạng để mà chúng ta nhuộm đen. Một là chúng ta qua tiệm, hai là chúng ta tự làm. Qua tiệm thì người ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm thuốc nhuộm chuyên nghiệp. Đấy, người ta sẽ hòa trộn với oxy này lọ và người ta sẽ bôi lên cho anh em. Cái này ấy, thì cái ưu điểm của nó ấy, thì nó sẽ bền hơn một chút so với cái tí nữa mình sẽ nói, nó sẽ bền hơn một chút. Nhược điểm ấy là chúng ta phải mất thời gian di chuyển đến tiệm ngồi chờ này nọ. Đấy, tức là cái khâu chủ động của chúng ta nó sẽ không có. Còn cái loại thứ hai ấy, là cái loại chúng ta tự làm, đó là những cái dạng dầu gội nó bán đầy trên thị trường ấy, anh em lên mạng search chả thiếu gì. Dầu gội phủ bạc gì đó thì chúng ta có thể tự mua về, sau đó chúng ta sử dụng nó. Nói dễ ra ấy, đối với bản thân những người thợ như mình ấy, thì những cái dạng dầu gội đấy nó cũng là một cái dạng nhuộm, thuốc nhuộm thôi, nhưng mà nó làm theo cái cách gọi là kiểu gội đầu, nó phù hợp với những bạn mà không có thời gian và chúng ta muốn xử lý nhanh chóng đấy, không muốn qua tiệm. Nhưng mà ngược lại thì cái độ bền của nó sẽ kém hơn cái việc mà chúng ta đến tiệm nhuộm hơn một chút nhá, cái này không đáng kể. Đấy thì nếu như mà anh em có thời gian, anh em không muốn tự làm hay anh em muốn đảm bảo thì cứ đều đều một tháng hay là hơn tháng gì đó anh em qua tiệm thợ người ta xử lý cho anh em nhanh thôi, 30 phút thôi là ok rồi. Còn trong cái trường hợp mà anh em muốn chủ động tại nhà thì anh em lên mạng search những cái dạng dầu gội không thiếu gì, phủ bạc đấy thì anh em tự về nhà anh em tự gội. Đấy thì anh em sau khi xoa cái dầu gội vào tóc của anh em thì anh em vẫn phải ngồi chờ khoảng tầm 15 20 phút gì đó để tóc nó đen đi, sau đó là chúng ta đi xả là ok rồi, nó rất là đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Đấy thì trên đây là hai cái cách chia sẻ để mà chúng ta xử lý cái tóc bạc nhá. Còn một cách nữa nhưng mà mình ít áp dụng, bởi vì nếu như chúng ta còn trẻ, chúng ta còn chơi tóc thì chúng ta phải làm như vậy. Và cái cách thứ ba là cách mà chúng ta không cần chơi tóc nữa thì chúng ta cứ cạo trọc hết đi thì nó trắng ẩn hết đi thì không nhìn thấy tóc đâu cả, thì dĩ nhiên là không có tóc bạc đúng không? Đó là cái cách mà chúng ta không còn muốn chơi tóc nữa thì chúng ta làm như thế nhá. Cảm ơn anh em.